Đây là bánh bột lọc hay là bánh bèo hả các bác? Chỗ thì gọi là bánh bèo, nơi thì lại gọi là bánh bột lọc. Như chỗ tôi là gọi bánh bèo, mà tìm hiểu thêm một chút thì thấy đa phần gọi đây là bánh bột lọc. Thôi thì mình cứ gọi là bánh bột lọc nhá. Bác nào mà thích ăn bánh bột lọc thì bơi vào đây luôn này, dễ làm cực kỳ luôn ấy. Trước khi làm bánh bột lọc thì tôi sẽ làm mỡ hành trước. Để luộc bánh xong cái là có rưới lên luôn. Sau khi làm mỡ hành xong thì mình để qua một bên làm nhân bánh trước. Bánh bột lọc các bác có thể sáng tạo nhân nhá. Còn nhân truyền thống thì có hai loại là nhân tôm thịt và nhân thịt nấm. Bác nào mà ăn chay thì vẫn cách làm này, nhưng mà đổi nhân thành nhân chay là được. Phần thịt các bác thái nhỏ hơn của tôi đang thái đây này cho nó dễ gói. Chứ tôi thái hơi to để lúc gói lại phải thái lại. Vì để nguyên miếng to thế này gói ra cái bánh to lắm, ăn không hết một lần được. Nguyên liệu tiếp theo là tôm. Các bác mua tôm bé bé thôi thì gói sẽ đẹp mắt hơn. Con này của tôi hơi to, đến lúc gói thành cái bánh bự chà bá luôn. Hôm nay ngày gì không biết nữa, làm cái gì hay là mua gì cũng to đùng ra ấy. Tôm thì mình chỉ cần nhặt đầu đi để cả vỏ ăn cho nó giòn. Giờ tôi rang nhân tôm thịt này. Rang kiểu này làm nhân bánh thì ngon rồi, nhưng mà ăn với cơm nhá thì cứ gọi là hợp con nhà bà Lý luôn, ngon cực. Các bác rang thịt với đầu hành lúc nãy thái nhỏ ấy. Rang thịt chan lại thì cho khoảng 2 thìa nước mắm vào, rang cho thịt chín. Tiếp tục cho tôm vào, rang chín tôm thì thêm 1 thìa nước mắm vào. Thêm vào đó 1 thìa dầu màu điều lên màu cho nó đẹp. Rang đến khi thấy tôm chan lại thì rắc tiêu vào trộn đều là được. Xong nhân rồi mình cho ra bát chuẩn bị làm phần bột. Bánh bột lọc thì có hai loại là bánh bột lọc trần và bánh bột lọc lá. Video hôm nay tôi làm bánh bột lọc trần thôi. Nếu như mà video này nhiều bác thích xem thì tôi sẽ triển thêm bánh bột lọc lá nữa nhé. Chứ làm hai loại vào một video hơi nhiều, khéo các bác lại bỏ dở mất. Về cơ bản thì cách làm vỏ bánh giống như là cách nhồi bột làm trân châu thôi. Các bác đun sôi nước lên rồi lấy từng vá đổ vào bột trộn đều. Nhớ là nước các bác luôn giữ sôi để khi đổ vào bột tạo thành bột nửa sống nửa chín thì mới làm được. Nước không đủ nóng thì bột không thành đâu. Các bác đổ nước từng ít một vào để xem độ hút nước của bột đến đâu rồi mới đổ tiếp. Như tôi làm đây là khoảng 400g bột, dùng hết 150ml nước sôi. Sau khi trộn bột rồi thì các bác nhồi bột. Nếu thấy bột ướt thì cho thêm một chút bột năng. Nếu mà thấy bột khô thì thêm một chút nước sôi rồi tiếp tục nhồi đến khi dẻo mịn là được. Các bác chia bột thành các phần nhỏ để cán mỏng rồi tạo hình như tôi cho nó dễ gói. Phần bột chưa dùng đến các bác bọc kín để cho bột đỡ khô. Bác nào mà không có đồ cán và khuôn tròn thì có thể lấy từng phần bột rồi gói nhân cũng được, không nhất thiết phải làm như tôi đâu. Tôi làm thế này sẽ ra các phần bột đều nhau, nhìn bánh nó đẹp mắt hơn. Cách gói thì đơn giản thôi, các bác cho tôm thịt vào giữa, gập đôi bột lại và bóp hai mép bánh lại với nhau cho khít không hở ra là được. Mình làm hết một lượt bánh ra đây rồi đem đi luộc nhé. Cách luộc lại vô cùng đơn giản luôn, chỉ cần bác một nồi nước, đun sôi lên, thả bánh vào. Tiếp tục đun cho đến khi mà thấy bánh nổi lên khoảng 5 phút thì vớt ra. Cho bánh vào bát nước lạnh để cho bánh nguội nhanh. Bánh nguội rồi các bác vớt ra một cái tô rồi tưới mỡ hành lên. Bác nào mà không ăn được hành thì lúc này trộn với một ít dầu ăn là được. Nhưng mà thật sự luôn, món này trộn mỡ hành ăn ngon dã man luôn các bác ơi. Đã làm bánh bột lọc rồi thì phải thêm nước mắm tỏi ớt nữa ăn cho nó đủ vị. Chứ ăn không thế này là hơi bị nhạt nha. Tôi đun mắm theo tỷ lệ 1 mắm, 1 nước và 1 phần 2 đường. Đun cho mắm sôi lên, đường tan ra là được. Mắm nguội bớt, tôi vắt thêm vào đó vài quả quất ăn cho nó hơi chua chua. Rồi thêm một thìa tỏi ớt băm nữa, khuấy lên là xong mắm chấm rồi. Bánh bột lọc chấm nước mắm tỏi ớt, ta nói nhức nách luôn.